Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Xin chào tất cả các bạn. Chị hiện tại thì chị đã có mặt ở đây rồi. Các em ơi, chúng mình sẽ cùng với nhau học về nội dung buổi học ngày hôm nay nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về nghị luận xã hội. Được không nào? Ok, xin chào các bạn. Chào các em. Các em ơi, về tài liệu nghị luận văn học đã có rồi đấy. Chị vẫn để ở trong cái file của tài liệu về nghị luận văn học, bao gồm cả tất cả tài liệu kiến thức nền của tất cả các tác phẩm này. Cùng với đó là có một file về phương pháp nghị luận văn học. Ok chưa? File khá là dài đấy. Thế nên là sau hôm nay chúng mình lên xem. Nếu như cần thiết thì in ra, hoặc không thì chúng ta có thể tự ghi chép lại theo cái cách hiểu của mình nhá. Ok không nào? Đấy, tất tần tật cả về đoạn văn nghị luận văn học, cả về bài văn nghị luận văn học, chị đã để hết vào trong một cái file Word như thế rồi. Ok chưa? Thế nên các em có thể tải về này, có thể chỉnh sửa được tùy theo cái mục đích của mình, sau đó lại in theo mục đích sử dụng của các em nhá. Ok không nào? Đó, xin chào các bạn. Xin chào các em. Rồi, ok. Buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu. Ơ, bị mờ á. Đây, để chị xem lại nào. Chắc là để bị xa đấy. Các em nhìn có rõ không? Hơi mờ à? À, thế thì là do tại mạng rồi. Chị nhìn ở đây thì camera vẫn rõ. Chắc là do tại mạng rồi. Chúng mình đợi một chút xíu nhá. Để chị cho gần xuống hơn. Ok hơn chưa các em? Ok hơn chưa nào? Bắt đầu từ hôm nay là đã có một số bạn bước vào kỳ thi rồi đấy. À, xin chào Bánh Rán. Bánh Rán cũng sắp sửa thi rồi đúng không? Ngày mai đúng không nhở? Có phải ngày mai Bánh Rán bắt đầu thi không? Ngày 31. À, 31 là thứ hai đúng không? 31 là thứ hai. Rồi, ok. Thế thì mình họp nốt hôm nay, sau đó để dành ngày mai nghỉ ngơi để đầu óc thoải mái. Sau đó đến ngày 31 thì mình bước vào phòng thi nhá. Ok chưa nào? Rồi, các em nhìn rõ hơn chưa? Các bạn nhìn rõ hơn chưa nào? Chúng mình đã nhìn rõ hơn chưa? Rồi, ok. Chúng mình nhìn rõ hơn chưa nào? Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Vẫn còn mờ luôn. Ơ, sao thế nhỉ? Ôi, đây, để chị kiểm tra xem nào. Vẫn hơi mờ nhỉ? Kiểu mờ bị vỡ ảnh luôn hay cái hay là như thế nào các em? Thôi để chị xem nào. Chị nhìn ở đây vẫn rõ đấy. Chị nhìn vẫn rõ. Ừ rồi, ok rồi đấy, ok rồi các em ạ. Chị nhìn ở đây vẫn rõ, chị lấy một máy khác xem rồi. Không sao hết, được không nào? Ok chưa? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về nghị luận xã hội. Trước tiên, chị muốn hỏi ở trong lớp mình, hiện tại những bạn đang xem ấy, thì có bạn nào thi dạng viết bài văn nghị luận xã hội không? Cho chị biết nào, hay là tất cả chúng mình đều thi dạng viết đoạn văn hết? Chị có được biết là một số tỉnh sẽ thi dạng viết bài văn, nhưng không biết là trong đó có những bạn lớp mình ở đây hay không? Trong lớp mình có bạn nào thi dạng đề viết bài văn nghị luận xã hội hay không? Nó có hai dạng nhá, bài văn và đoạn văn. Ok, em để là đoạn văn hoặc bài văn à? Có Thanh Ngọc tỉnh em viết bài văn. Ok, em viết bài văn rồi. Thế thì chị sẽ hướng dẫn cả hai phần nhá, chị sẽ hướng dẫn cả hai dạng đó. Như chị xem ở đây và chị xem ở trong một chiếc máy khác thì chị nhìn khá là rõ đấy. Nên là nếu như mà bạn nào mà nhìn hơi bị mờ thì chúng mình có lẽ là phải đợi một chút xíu để mạng nhà mình ổn định hơn nhá. Ok,
Bài văn, thế thì trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bài văn trước. Ok chưa nào? Và sau đó chị sẽ chỉ ra cho chúng mình bài văn và đoạn văn khác nhau như thế nào. Đoạn văn không phải là một bài văn thu nhỏ đâu nhá các em nhá. Riêng đối với nghị luận xã hội này thì đoạn văn này không phải là một bài văn thu nhỏ. Tức nghĩa là không phải chúng ta đều viết về tất cả khía cạnh của vấn đề, kiểu như là mỗi khía cạnh mình viết giảm xuống. Bình thường trong bài văn mình viết 5 câu một khía cạnh thì bây giờ trong đoạn văn mình viết một câu thôi, kiểu như thế. Không phải đâu nhá. Chúng ta không thể suy nghĩ như thế được, không thể tư duy như vậy được. Cụ thể khác nhau như thế nào, chúng ta sẽ cùng với nhau học về bài văn trước, được không nào? Sau đó chị sẽ chỉ rõ ra cho chúng mình. Đầu tiên là bài văn nghị luận văn học. Nghị luận xã hội, chị xin lỗi. Bài văn nghị luận xã hội. Ok chưa? Cái bút của chị đâu mất rồi ấy nhỉ? Rồi, chúng ta có bài văn nghị luận xã hội thì chúng ta đã được học rồi đúng không nào? Bài văn nghị luận xã hội bao gồm có hai cái loại vấn đề. Thứ nhất là vấn đề liên quan đến tư tưởng đạo lý. Ok chưa? Và thứ hai là vấn đề liên quan đến hiện tượng đời sống. Được không nào? Chúng mình phân biệt được hai cái này không? Nếu như tư tưởng đạo lý là thường người ta đề cập đến những vấn đề về suy nghĩ này, được không? Về đức tính này, đó, về những cái thói quen này. Ok chưa? Và nó không phải là mang tính cập nhật giống như hiện tượng đời sống. Hiện tượng đời sống sẽ nói về những cái mới này, được không nào? Những cái cập nhật trong đời sống ngày hôm nay này. Ok chưa? Đấy, thế nên là cái sự khác biệt giữa tư tưởng đạo lý và hiện tượng đời sống chúng mình phân biệt được chưa nào? Ví dụ tư tưởng đạo lý là những đức tính như là kiên trì này, bền bỉ này, đoàn kết này, ok không? Hay là ước mơ, khát vọng này. Đấy, còn hiện tượng đời sống ví dụ như là ô nhiễm môi trường này, đúng không? Hay là hiện tượng vô cảm này, đó. Hay là hiện tượng nghiện game online này, hay là bạo lực học đường này, đấy. Ok chưa? Nhá, hai cái này là hai loại vấn đề nghị luận khác nhau. Thế thì chúng ta cũng sẽ có hai cái cấu trúc bài khác nhau, được không? Chúng ta sẽ có hai cái cấu trúc bài khác nhau. Đa phần tỉnh em toàn ra tư tưởng đạo lý. Rồi ok, nhưng mà chúng ta ôn cả về hai phần bởi vì cũng không thể biết được là tỉnh mình sẽ ra về cái gì, đúng không? Thôi thì chắc chắn nhất chúng ta cứ ôn cả về hai phần nhá. Đầu tiên về tư tưởng đạo lý. Nào, về tư tưởng đạo lý thì chúng ta được biết, chị sẽ xây lên ở đây cái hệ thống những cái khía cạnh có thể ra vào nhá. Được không nào? Những cái khía cạnh cần phải có ở trong phần thân bài. Ok chưa? Nhá, sau đó chị sẽ hướng dẫn cụ thể xem là trong mỗi khía cạnh để chúng ta viết như thế nào. Hướng dẫn cả về mở bài và kết bài của nghị luận xã hội nữa nhá. Được không? Ok chưa? Ở đây là kiểu như là chị hướng dẫn về cấu trúc trước, sau đó thì hướng dẫn về cách viết. Rồi, đầu tiên về tư tưởng đạo lý này, chúng ta có những khía cạnh nào thuộc về tư tưởng đạo lý nhỉ? Khi bàn luận về tư tưởng đạo lý chúng ta có đầu tiên chúng ta có giải thích. Ok chưa? Sau đó chúng ta có biểu hiện. Rồi gì? Vai trò, tác dụng. Đúng không? Nếu như mà cái tư tưởng đạo lý đấy là tư tưởng tiêu cực thì nó sẽ có tác hại. Đấy, ok chưa? Sau đó là chúng ta có bài học, rồi đến liên hệ bản thân. Được chưa? Ok chưa? Đấy nhá, cụ thể này, trong luận điểm giải thích thì chúng ta sẽ có, đây chúng mình viết mở bài xong, sau đó chúng ta xuống đến phần thân bài, chúng ta sẽ có giải thích, được không nào? Thì tư tưởng đạo lý ấy, nó còn có một cái dạng rất là hay ra vào, đó chính là cho chúng ta một cái nhận định, đúng không? Cho chúng mình một nhận định và yêu cầu chúng mình phải giải thích, yêu cầu chúng mình phải nêu suy nghĩ về cái nhận định đó. Thế thì đầu tiên chúng ta phải viết được cái luận điểm giải thích, đúng không? Giải thích là gì? Là trả lời cho câu hỏi vấn đề này nghĩa là gì? Ok chưa? Nhớ, nghĩa là gì? Và khi giải thích chúng ta có hai cách sau. Thứ nhất là chúng ta giải thích theo từ khóa.
Tức nghĩa là trong câu đấy nó xuất hiện những cái từ nào mà mang ý nghĩa biểu tượng thì chúng ta sẽ giải thích từng cái từ đấy một. Sau đó thì sẽ suy ra nghĩa của cả câu, được không? Nếu như đấy là một nhận định nhá. Còn nếu như nó là một cái tư tưởng, nếu như mà người ta trình bày rất là rõ ràng ra, không gửi gắm qua một nhận định nào cả. Ví dụ như là gì? Nếu suy nghĩ của em về ước mơ của thế hệ trẻ, được không? Thế thì chúng ta chỉ cần giải thích ước mơ là gì thôi. Đấy. Ok chưa? Giải thích theo từ nhá. Cách một là giải thích theo từ. Cách thứ hai, nếu như mà nhận định đưa ra cho chúng ta khá là phức tạp, được không? Chúng ta có thể chọn cách thứ hai là giải thích chia tách cái nhận định đấy ra thành nhiều vế khác nhau và chúng ta giải thích từng vế nhỏ, được không nào? Nhá. Giải thích theo vế. Ví dụ này, chúng ta có một cái câu nói là gì? Nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản lối bước chân bạn mà là thềm đá nâng bạn bước cao hơn. Ví dụ như thế đi. Thế thì chúng ta sẽ hoặc là chúng mình giải thích theo từ khóa là nghịch cảnh nghĩa là gì, được không nào? Rồi tảng đá ở đây biểu tượng cho cái điều gì và thềm đá thì biểu tượng cho điều gì, được không? Sau đó thì giải thích ý nghĩa cả câu, chốt lại ý nghĩa cả câu. Còn chọn cái cách thứ hai là giải thích theo vế thì đầu tiên chúng ta sẽ giải thích là nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản lối bước chân bạn, nghĩa là sao, đúng không? Nghĩa là những điều không tốt trong đời sống. Ok chưa? Nghĩa là những cái điều không may, những cái điều khó khăn, trắc trở trong đời sống không phải, đúng không nào? Không phải là điều ngăn trở hoàn toàn cái khả năng tiến lên của bạn. Đấy, không phải là tảng đá cản lối bước chân bạn mà, đúng không? Không phải hoàn toàn là những điều cản trở khiến cho bạn không thể tiến lên được. Sau đó chúng ta giải thích vế thứ hai mà là thềm đá nâng bạn bước cao hơn. Thế thì nghịch cảnh không phải là lúc nào cũng, được không? Không phải lúc nào cũng trở thành cái yếu tố ngăn cản bạn tiến lên, được không? Mà đó chính là cái động lực, chính là cái động lực, chính là cái điểm tựa để chúng ta có thể phát huy tốt khả năng của mình và tiến lên phía trước. Đấy, ok chưa nào? Chúng ta có hai cái cách giải thích như thế này nhá. Và quan trọng này, quan trọng trong phần giải thích là chúng ta phải chỉ ra được, tổng kết lại được ý nghĩa của cả vấn đề. Nhớ chưa? Ý nghĩa của cả vấn đề. Đừng bạn nào nhá, giải thích kỹ từng từ xong quên mất cái việc là khẳng định lại vậy vấn đề này nghĩa là gì. Nhớ chưa? Kể cả các em giải thích kỹ, có thể là chúng mình không giải thích được kỹ đi, nhưng chúng ta nêu ra được ý nghĩa của cả vấn đề, như vậy là cái phần giải thích đã đảm bảo rồi. Ok chưa nhá? Đấy, các em phải biết cái phần nào là quan trọng nhất trong mỗi khía cạnh này. Chứ nếu như mà chúng mình chỉ đi sâu vào những cái nó rất là lắt nhắt, xong rồi cuối cùng cái quan trọng nhất lại không làm được thì rất dễ bị mất điểm đấy, mà chắc chắn là bị mất điểm luôn, được không? Ok chưa nào? Được không nào? Ok chưa? Đó, phân tích đề của đề văn nghị luận xã hội thì nó không quá phức tạp, nó không có quá nhiều dạng giống như nghị luận văn học, đúng không? Người ta sẽ đưa ra cho chúng ta này, trong đề bài nhá, sẽ nêu rõ là chúng ta viết đoạn văn hay là viết bài văn, nêu rõ cho chúng mình cái dung lượng, được không? Khoảng 200 chữ hay là khoảng 2/3 trang giấy, được không? Khoảng là tối đa bao nhiêu trang hoặc tối thiểu bao nhiêu trang đấy, được không nào? Đấy, có một nhá, một cái yếu tố đầu tiên là đề bài sẽ nêu rõ là chúng ta viết dạng đoạn văn hay bài văn. Thứ hai là đề bài sẽ nêu rõ cái dung lượng chúng mình cần viết. Ok chưa? Thứ ba này là đề bài sẽ nêu rõ cái vấn đề nghị luận chúng ta cần phải bàn bạc. Thường nó sẽ nằm sau chữ về, được không? Ví dụ như là viết đoạn văn khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ của em về ... Thì cái ... đấy chính là vấn đề nghị luận, đúng chưa? Ok chưa? Vấn đề nghị luận đó có thể là người ta chỉ rõ ra cho chúng mình này, có thể là gửi gắm qua một cái lời nhận định. Ok chưa? Thế nên khi có nhận định thì chúng ta cần phải giải thích. Và ở đây đang là bài văn nhá, được không nào? Chị đang nói về bài văn trước. Ok chưa? Đấy, bài văn thì khi có nhận định chúng ta cần phải giải thích, được không? Ừ, còn nhá, còn hiện tượng đời sống ấy thì đa số là người ta sẽ nói một cách tường minh ra luôn, rõ ràng ra luôn. Ví dụ như nêu suy nghĩ của em về hiện tượng gì gì đấy thì đó chính là hiện tượng đời sống, được không? Thì ở đây chị đang tập trung vào cái dạng là tư tưởng đạo lý các em nhá, tập trung vào cái dạng tư tưởng đạo lý. Những bạn thi dạng viết đoạn văn cũng cần chú ý ở đây, bởi vì đoạn văn của chúng mình là một đoạn văn sẽ đi sâu vào một trong những khía cạnh này. Ok chưa? Một trong những khía cạnh này. Đó, thế nên chúng ta cần phải nghe kỹ xem là trong mỗi khía cạnh chúng ta cần phải làm gì, được không? Từ đó biết được là trong đoạn văn của chúng ta sẽ trọng tâm về cái điều gì. Cụ thể thì một lát nữa chị sẽ hướng dẫn, nhưng ở đây chúng ta xem, chúng ta nắm được nội dung của từng khía cạnh. Một lát nữa chị sẽ không nói lại kỹ về từng khía cạnh đâu. Ok chưa? Nhớ, chị chỉ chỉ ra cái sự khác nhau giữa đoạn văn và bài văn để chúng mình áp dụng một cách linh hoạt. Đấy.
Phần giải thích như vậy nhá, được chưa? Quan trọng nhất trong phần giải thích các bạn nhớ giúp chị là chúng ta phải nêu ra được ý nghĩa của cả vấn đề đấy, chứ không được phép là chỉ nêu lắt nhất, chỉ giải thích lắt nhất từng phần nhỏ, xong rồi cả phần lớn thì quên mất không tổng kết lại là không được đâu, nhớ chưa? Ok chưa? Và thứ hai nữa này, chị thấy có một cái lỗi nữa mà chúng mình hay mắc trong quá trình giải thích, đó chính là chúng ta cứ đi theo một cái lối mòn là lúc nào cũng phải giải thích từng từ một. Thế nên có những từ nó đã rất là rõ ràng rồi, chúng ta vẫn cứ đi giải thích đi, được không? Nhá, có những từ nó rất là rõ ràng rồi mà chúng ta vẫn cứ đi giải thích đi, thế thì như thế nó rất là lắt nhắt. Các em yên tâm này, cái phần giải thích ý, chúng ta được tự do lựa chọn mà, miễn sao em chỉ ra được nội dung chính của cả vấn đề đấy là gì. Ok chưa? Đó, thế nên có những từ ngữ nó rất là rõ ràng rồi, chúng ta cũng không cần phải giải thích đâu. Chúng ta có thể nêu luôn, khẳng định luôn ý nghĩa của câu đấy là gì, được không? Ok chưa? Khẳng định luôn ý nghĩa của cả cái vấn đề đấy là gì. Đó. À, em ra đoạn dạng đoạn văn à? Ở đây chị thấy có cả các bạn thi bài văn và có cả các bạn thi đoạn văn này. Ok chưa? Rồi, thế thì những bạn mà thi bài văn tập trung vào đây giúp chị. Đấy là luận điểm giải thích nhá, được không? Sang đến luận điểm biểu hiện này, chị đang hướng dẫn kỹ về cái phần thân bài nhá. Thân bài. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng thi học văn chị Hiên thôi nào. Tất cả các luận điểm này chúng mình viết trong một đoạn văn dài của phần thân bài cũng ok, được không? Nhưng bản thân chị thì hay tách ra để người ta dễ nhìn thấy hơn. Nhưng mà tại vì bài văn của chúng mình cũng không quá dài, được không nào? Tối đa thì cũng chỉ lên đến 2 trang giấy thôi. Thế nên là chúng ta cũng có thể viết hết vào trong một cái phần thân bài thành một đoạn văn dài khoảng độ một trang rưỡi cũng ok. Được không nào? Nhá. Đấy, nếu như mà tách ra các em cảm thấy nó bị lắt nhắt quá, các em cũng vẫn có thể gộp vào được. Rồi, ở đây phần biểu hiện nhá, sang đến phần biểu hiện. Giải thích xong chúng ta cần phải nêu được biểu hiện của vấn đề đấy như thế nào, đúng không? Tức nghĩa là chúng ta trả lời cho câu hỏi như thế nào. Cụ thể hơn, tức nghĩa là nếu mang cái tư tưởng đó thì sẽ như thế nào, tức nghĩa là nếu có thì như thế nào. Ok chưa? Nếu không có thì sẽ ra sao? Ví dụ chúng ta cần phải bàn luận về ước mơ của giới trẻ, được không nào? Ước mơ đối với thế hệ trẻ. Thế thì chúng ta sang cái phần biểu hiện, chúng ta sẽ đi bàn luận, trả lời cho câu hỏi là gì? Nếu người trẻ có ước mơ chân chính thì sẽ như thế nào? Được không? Ok chưa? Đó, những người mà có ước mơ chân chính là những người như thế nào? Ngược lại, những bạn trẻ mà không có ước mơ hoài bão cho chính mình thì như thế nào? Đó, là chúng ta làm rõ được cái biểu hiện của việc ước mơ đối với mỗi người, đặc biệt là đối với những người trẻ. Ok chưa? Tức nghĩa là những người trẻ có ước mơ thì họ biểu hiện ra làm sao? Ví dụ là những người trẻ có ước mơ và có hoài bão lớn, họ luôn luôn có động lực, họ luôn luôn có sự quyết tâm để thực hiện ước mơ đó. Được không nào? Họ xác định được con đường thực hiện ước mơ sẽ có rất nhiều chông gai nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc. Đấy chính là biểu hiện của những người mà có ước mơ, đúng không? Có ước mơ và hoài bão lớn. Thế còn những người mà không có ước mơ và hoài bão thì sao? Đúng không? Ngược lại, ok chưa? Ngược lại, những người không có ước mơ, không xác định được cho mình hướng đi trong cuộc đời thì sẽ dễ dàng rơi vào một cái cuộc sống vô dụng này, nhạt nhẽo này, đúng không? Ok chưa? Nhớ, vô dụng này, nhạt nhẽo, không có tạo ra cho mình cái ý nghĩa trong đời sống. Đấy, thì đấy chính là việc chúng mình nêu ra biểu hiện. Biểu hiện là chúng ta trả lời cho câu hỏi như thế nào. Ok chưa? Tại sao chị cứ nêu ra những cái câu hỏi ở đây cho các em? Thì các em ơi, thật ra nhá, những cái câu trả lời cho những câu hỏi này chính là những câu văn nhỏ trong đoạn văn của chúng mình đấy. Ok chưa? Sang đến phần biểu hiện, các em không cần phải nghĩ gì xa xôi, các em chỉ cần trả lời luôn. Câu trả lời cho câu hỏi là những người có ước mơ như thế nào? Thì chúng ta bắt đầu viết luôn là gì? À, những người trẻ có ước mơ và hoài bão lớn, họ luôn luôn có đủ quyết tâm, lòng nhiệt huyết. Đó, ok chưa? Để thực hiện ước mơ của mình, họ xác định cho mình con đường đi trong tương lai và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để thực hiện con đường đi đó. Được không? Ok chưa? Đấy, chúng ta cứ trả lời cho những câu hỏi thì chính những câu trả lời đấy sẽ ghép vào với nhau và tạo thành được một đoạn văn và chặt chẽ. Đảm bảo chặt chẽ, khi ta đặt ra được một cái hệ thống câu hỏi đầy đủ và chặt chẽ thì đoạn văn của chúng ta cũng sẽ rất là chặt chẽ, được không?
Ok chưa? Không sợ thiếu ý này. Đó, và cái thứ hai nữa là cứ tuần tự nêu ra từng khía cạnh một. Chúng ta đừng cuống nhá. Khi đối diện với một vấn đề, các bạn cứ đi lần lượt. Nghị luận xã hội nó dễ ở chỗ này, là chúng ta có một cái cấu trúc như vậy rồi, và tất cả các vấn đề ta đều có thể áp dụng theo cái cấu trúc như thế, thì các bạn sẽ dễ dàng có nghĩa là được vạch cái đường đi cho mình rồi ý. Mình chỉ cần bước từng bước một thôi. Bước từng bước một thôi. Đấy, ok chưa? Ừ nhá. Rồi, đó, thì ở đây chị đang tập trung vào cái phần lý lẽ bàn luận của chúng mình. Nêu nhận định xuống, em chẳng biết lấy cái từ là từ khóa gì chị ạ. Nêu nhận định xuống là sao nhở? Ví dụ là phải chăng chúng ta phải luôn biết tự nhắc nhở mình, chính mình để có thái độ sống đẹp với những người thân yêu. Từ khóa ở đây là nhắc nhở chính mình, thì em lại chọn thái độ sống đúng, sống đẹp chị ạ. Nếu là thế là bị lạc đề luôn. Ở đây nhá, ví dụ vấn đề của chúng mình là dưới dạng một cái câu hỏi, được không? Kiểu như là phải chăng, được không? Phải chăng chúng ta phải luôn biết tự nhắc nhở chính mình để có thái độ sống đẹp với những người thân yêu. Thì ở đây chúng ta đối với những cái vấn đề kiểu như thế nhá, thì cái từ khóa nó sẽ nằm ở ngay sau cái câu hỏi, kiểu phải chăng chúng ta nên làm gì, hoặc phải chăng chúng ta cần làm gì. Thì cái làm gì đấy chính là cái từ khóa, được không? Ok chưa? Sau đó đặt cái từ khóa đấy đi cùng với cả mục đích đằng sau. Ở đây từ khóa của chúng ta là gì? Là tự nhắc nhở mình, tức nghĩa là tập trung vào cái khía cạnh là tự giác ấy. Ok chưa? Tự giác, không để ai phải nhắc nhở hết, mà tự mình phải hiểu được và tự mình thực hiện được. Đó, sau đó gắn với cả mục đích nằm đằng sau là gì? À, là để có thái độ sống đẹp với những người thân yêu. Nhớ nhá, đấy lại có thêm một cái lưu ý với chúng mình như vậy. Được không? Ok chưa? Nếu như mà mình chỉ tập trung vào cái thái độ sống đúng, sống đẹp thôi, thì tất nhiên là chưa đúng, chưa sát với cả vấn đề rồi. Vấn đề ở đây người ta, quan trọng người ta nhấn mạnh cái nằm ngay sau cái chữ phải chăng ý. Chúng ta nên tự giác, được không? Chúng ta nên tự nhắc nhở mình. Đấy, cái đấy mới là cái quan trọng nhất. Còn cái mục đích đằng sau thì chúng ta phải nói trước, nói xong, nói cặn kẽ, nói kỹ càng về cái đằng trước đấy trước. Tức nghĩa là cái vấn đề chính trước ở đây là gì? Là tự nhắc nhở mình. Sau đó mới ghép với cái đằng sau là gì? À, để có thái độ sống đúng, sống đẹp với những người thân yêu. Ok chưa? Đấy nhá. Thế nên là khi mà chúng mình xác định những từ khóa ấy, các em nhớ này, đọc đi đọc lại vấn đề đấy nhiều lần vào, được chưa? Và khi mình đã xác định xong, để kiểm chứng lại, hãy đặt ra những cái câu hỏi, được không? Nếu như mà mình xác định được từ khóa như thế này, từ khóa là khi mà bỏ mất đi, được không nào? Khi bỏ nó đi thì không còn là đúng cái vấn đề đấy nữa. Ok chưa? Thế ví dụ như ở đây em xác định là sống đúng, sống đẹp là từ khóa, thế thì em thử bỏ đi nhá. Phải chăng chúng ta nên tự nhắc nhở bản thân mình để... Được không? Ok chưa? Phải chăng chúng ta nên tự nhắc nhở bản thân mình đây này, để có thái độ sống đúng, sống đẹp với những người thân yêu. Thế ta bỏ cái từ khóa đấy đi, được không? Bỏ cái từ khóa là sống đúng, sống đẹp đi, nếu em xác định đấy là từ khóa chính nhá. Thế thì chúng ta xác định được là gì? À, phải chăng chúng ta nên tự nhắc nhở bản thân mình, được không? Có thái độ sống với những người thân yêu. Đấy, thế thì bỏ đi, nó vẫn không ảnh hưởng gì nhiều, đúng không nào? Ok chưa? Nó vẫn không ảnh hưởng gì nhiều, chúng ta vẫn có cái để viết. Nhưng nếu như mà chúng ta bỏ cái thái độ sống, à, bỏ qua cái tự nhắc nhở mình nhá, thì cái vấn đề nó lạc sang một hướng khác rồi. Phải chăng chúng ta sống đúng, sống đẹp với những người thân yêu, được không? Nếu như thế nhá, bỏ qua cái tự hỏi chính mình đi, tự nhắc nhở chính mình đi, thì cái vấn đề nó lại bước sang một cái dạng khác rồi. Ok chưa? Nhá, chúng ta chỉ cần nói về như thế nào là sống đúng, sống đẹp này, rồi làm thế nào để thực hiện rồi. Đấy, mà chúng ta lại không tập trung vào cái việc là tự nhắc nhở bản thân mình ra làm sao. Ok chưa? Thế nên khi mà chúng mình xác định từ khóa, các em có thể làm thêm một cái bước nữa để kiểm chứng lại, xem từ khóa đấy mình đã xác định đúng hay chưa, bằng cách là thử bỏ nó đi xem. Thử bỏ nó đi xem là vấn đề nó có lạc sang một hướng khác hay không, nhá, hay là nó vẫn ở nguyên cái vị trí đấy. Ok chưa nào? Vẫn ở nguyên một cái phạm vi phân tích như thế. Rồi, nếu đề là phải chăng lắng nghe là biểu hiện của yêu thương thì rơi vào dạng nghị luận nào ạ? Đây là dạng tư tưởng đạo lý, được không nào? Là dạng tư tưởng đạo lý. Và ở đó nhá, ở đó chúng ta sẽ tập trung vào những từ khóa là gì? Lắng nghe, biểu hiện của yêu thương, được không? Ok chưa? Lắng nghe, biểu hiện của yêu thương. Và chúng ta sẽ bắt đầu giải thích là gì? Lắng nghe nghĩa là gì? Đúng không? Ok chưa? Và lắng nghe là một biểu hiện của yêu thương vì sao?
Đấy, ok chưa, trong phần giải thích. Đó, lắng nghe là gì và chỉ ra lắng nghe là một trong những biểu hiện rất quan trọng, là một trong những cái biểu hiện cụ thể của tình yêu thương. Sang đến cái phần biểu hiện, bắt đầu nêu ra là những người biết lắng nghe là những người như thế nào. Ok chưa, nhá, và những người không biết lắng nghe thì họ ra sao. Rồi sang đến cái phần vai trò lại đi trả lời xem là việc lắng nghe như thế nó có tác dụng như thế nào. Ok chưa, tác dụng. Trả lời cho câu hỏi tác dụng như thế nào, hoặc là tác hại, nếu như đấy là vấn đề tiêu cực. Ok chưa, tác dụng hoặc là tác hại. Đó, ok chưa nào. Thì ở đây chúng ta bước sang nhá, vẫn giữ cái ví dụ là lắng nghe là một biểu hiện của yêu thương. Thì đến đây, đến đây. Nhưng ở đây nhá, chúng mình nhớ này, trong từ khóa của chúng ta có một cái khía cạnh là biểu hiện. Thế nên bài văn của chúng mình phải tập trung vào viết thật là nhiều về cái luận điểm biểu hiện này, nhớ chưa? Nếu như đề bài không đưa ra cụ thể một biểu hiện, một cái khía cạnh nào cả, ok chưa, thì chúng ta có thể viết nó cân bằng với nhau. Nhưng ở đây đề bài đưa ra một khía cạnh cụ thể, phải chăng lắng nghe là một biểu hiện của tình yêu thương? Thế nên chúng ta sẽ tập trung nêu nhiều về biểu hiện của sự lắng nghe và cho thấy đó chính là các bạn biểu nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay okay khóa chưa? Học chạy văn nhá, lớp 9 đấy, để tổng chúng ôn ta sang đến tăng vai tốc trò, tức và nghĩa bứt là phá lắng trong nghe 2 tháng cuối cùng tim học được. Văn chị Hiên nó thôi là nào. Một biểu hiện cụ thể của tình yêu thương, bởi vậy nếu không có lắng nghe thì ok chưa, nếu không có sự lắng nghe thì đương nhiên cũng sẽ không hiểu được, con người ta sẽ không cảm nhận được tình yêu thương dành cho nhau, đúng không? Ok chưa, nhá. Hay là không có sự lắng nghe thì mọi cái sự quan tâm đều xuất phát từ cảm giác chủ quan cá nhân, mà ta không hiểu được là những người tiếp nhận cái tình yêu thương đấy, họ có cần hay không, cái tình yêu thương đấy có phù hợp với họ hay không, đúng không? Ok chưa, ta lắng nghe mọi người và từ đó mọi người cũng lắng nghe chúng ta. Đấy, thì khi mà chúng ta nêu vai trò và tác dụng, chúng ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi là vấn đề đó khi nó tồn tại ở trong cái xã hội này này, khi nó được duy trì này này, thì nó có tác dụng như thế nào? Trước tiên là tác dụng đối với từng cá nhân, và sau đó là tác dụng đối với cả cộng đồng. Ok chưa? Ừ, vai trò và ý nghĩa giống nhau, được không nào? Vai trò, ý nghĩa, tác dụng, đấy, giống nhau. Còn tác hại thì chúng ta sẽ nói theo cái chiều hướng tiêu cực đi, đúng không? Ok chưa, tác hại cũng có thể là tác hại đối với cá nhân, rồi tác hại đối với cộng đồng. Khi mà tất cả mọi người đều suy nghĩ giống như thế, đều suy nghĩ một cách tiêu cực như thế, thì đó, thì cả cộng đồng sẽ đi theo cái việc, à, cả cộng đồng sẽ bị chịu cái sự ảnh hưởng lớn như thế nào, đúng không? Ok chưa? Đấy, thì kể cả là tác dụng hay là tác hại, ta đều có thể triển khai theo hai cái ý như thế này. Các em cứ viết tuần tự. Đầu tiên là khi mà mỗi người, được không nào? Khi mà mỗi cá nhân biết làm theo cái điều tích cực đấy, thì họ sẽ được hưởng những cái lợi ích như thế nào, đúng không? Cuộc sống của họ sẽ thay đổi một cách tích cực ra làm sao? Đó, và khi mà tất cả mọi người đều làm được tốt như vậy, thì cả cộng đồng sẽ phát triển theo hướng đi lên như thế nào? Đó, thì ở đây chia tách càng nhỏ các bạn sẽ càng có nhiều ý viết, và viết theo cái thứ tự như vậy thì sẽ không sợ là bị lạc đề này, không sợ là bị lủng củng này, đúng không? Ok chưa? Được không nào? Ok chưa? Đó, thì đấy nhá, đấy là cái phần vai trò và tác hại. Đây là ý nghĩa về lời động viên của mẹ đối với đam mê của con cái. Em tưởng là lời động viên nhưng hóa ra là đam mê. Sao lại là đam mê được nhở? Ý nghĩa về lời động viên của mẹ đối với đam mê của con cái. Động viên của cha mẹ chứ, đúng không? Thì chúng ta phải tập trung vào ý nghĩa của lời động viên chứ, sao lại là đam mê được nhở? Được không nào? Đam mê nó chỉ là cái phụ thôi ý. Có nghĩa là phải có sự ủng hộ của cha mẹ. Thì không chỉ đam mê, đúng không nào? Không chỉ đam mê, mà là rất nhiều những cái hành động khác của con sẽ có thêm, sẽ được tiếp thêm cái động lực để con thực hiện. Được không nào? Ok chưa? Thế trong cái vấn đề đấy nhá, vấn đề đấy ý, thì chúng mình đọc lên rõ ràng là phải là ý nghĩa của lời động viên của cha mẹ chứ, đúng không? Hay nói một cách rộng ra là vai trò của việc cha mẹ thấu hiểu và ủng hộ con trên bước đường con thực hiện đam mê, đúng không? Ok chưa? Thế nên nếu chỉ tập trung vào đam mê thì nó cũng không thể nào rõ được. Nếu như thế chúng ta chỉ đi bàn luận về là đam mê có ý nghĩa như thế nào đối với con cái sao? Đúng không? Hay là đam mê có biểu hiện như thế nào? Một người con có đam mê, đúng không? Một người con có đam mê chân chính thì sẽ như thế nào sao? Thế thì bỏ đi toàn bộ cái việc lời động viên của cha mẹ à? Như thế là không hợp lý rồi, đúng không? Ok chưa? Nhá. Được không nào? Đọc kỹ vấn đề và chị cảm thấy này, chị thấy này,
Khi mà đề bài nêu càng cụ thể ra thì chúng ta lại càng dễ bị hoang mang, đúng không? Nếu thà thì đề bài cứ nêu là một cách chung chung là gì? Bàn luận về ước mơ đi, đó, hay là bàn luận về ý chí nghị lực đi thì lại dễ viết. Nhưng ở đây người ta lại, dạo này nhá, đề bài nó hay biến đổi khôn lường lắm, hay kiểu như là hay khiến cho học sinh rơi vào thiên la địa võng lắm. Đó, thế thì chúng mình cần phải tỉnh táo nhá, đọc kỹ và xác định được đúng cái vấn đề nghị luận. Nhớ chưa? Đề bài dù có phức tạp ra làm sao thì các em cứ yên tâm rằng là chỉ có một vấn đề chúng mình cần phải xoay quanh thôi, không bao giờ lên đến hai hay là ba vấn đề đâu. Thế nên cứ yên tâm là cuối con đường kiểu gì cũng sẽ tìm ra chìa khóa. Được không? Ok chưa? Cuối con đường kiểu gì chúng ta cũng mở ra được cái cánh cửa đấy. Thế nên là cứ đọc kỹ vấn đề, cứ bình tĩnh, đừng thấy đề bài dài hay là cái câu nhận định đấy nó lan man, nó miên man đến tận mấy dòng liền, không biết giải thích ra làm sao. Ok chưa? Thì chúng mình cứ đọc kỹ nhá, và làm tuần tự theo từng bước như thế này này. Đấy, được chưa nào? À, ví dụ về trách nhiệm của thanh niên trong tình hình Covid. Nếu như mà là chỉ cụ thể về khía cạnh trách nhiệm thôi thì có thể đấy là đề bài dạng đoạn văn, đúng không em? Ok chưa? Nếu chúng ta chỉ tập trung vào trách nhiệm thôi thì chúng ta đi trả lời cho câu hỏi là thanh niên cần phải nghĩ gì và làm gì trong cái thời buổi dịch bệnh Covid này, đúng không? Ok chưa? Nhá, đó, nghĩ gì và làm gì? Thì đầu tiên là, à, cần phải nhận thức được. Đấy, trách nhiệm của thanh niên là cần phải nhận thức được là trong bối cảnh dịch bệnh Covid thì họ cần phải phát huy tài năng, trí tuệ, sức lực của mình ra làm sao. Đúng không? Ok chưa? Nhá, tiếp theo này là họ phải biết cụ thể hóa, cần phải cụ thể hóa. Trách nhiệm của thanh niên cần phải cụ thể hóa những cái nhận thức đúng đắn đấy, trở thành những hành động thiết thực. Ví dụ như là đầu tiên là phải bảo vệ tốt bản thân mình này. Được chưa? Đó, ok chưa? Sau đó là cùng với cả cộng đồng để chung tay dập dịch này. Tham gia những cái tổ chức, tham gia những cái cuộc vận động ý nghĩa lớn đối với cả quá trình phòng chống dịch bệnh này, đúng không? Nhưng trước hết trách nhiệm của thanh niên, không những là của thanh niên mà còn của tất cả mọi người là gì? Là phải biết tự bảo vệ bản thân mình, trang bị đầy đủ những cái kiến thức và hiểu biết đúng đắn để giúp tự bảo vệ bản thân mình trước. Sau đó, được không nào? Sau đó thì mới tham gia những cái hoạt động, tham gia những cái cuộc vận động để góp phần cùng với cả cộng đồng phòng tránh dịch bệnh. Và tương lai xa hơn nữa là gì? Riêng đối với thế hệ thanh niên, là thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, thì trong thời kỳ dịch bệnh đó chính là một cái phép thử để xem là thế hệ thanh niên của chúng ta có cái sự phản ứng như thế nào, đúng không nào? Phản ứng như thế nào trước cái sự thay đổi này, trước những cái biến cố ở trong đời sống như thế. Ok chưa? Từ đó thanh niên phải có sự cố gắng hơn, cố gắng hơn để trang bị cho mình nhiều kiến thức, kỹ năng, góp phần đưa đất nước vượt qua cái thời kỳ khủng hoảng như thế. Đấy, ok chưa? Nhá, chúng ta cứ viết từ những cái nhỏ, xong rồi viết lên những cái lớn lao hơn, viết từ quy mô nhỏ, mỗi người, sau đó thì nâng lên cả cộng đồng, rồi cả đất nước, xã hội. Đó, được không nào? Chứ đừng đang viết về cá nhân, xong rồi lại viết về cả cộng đồng, xong lại quay ra viết về cá nhân, xong rồi lại viết về cộng đồng. Nó lung tung lộn xộn như thế, đọc lên nó rất là khó để xác định được những cái ý tưởng của các em. Được không? Ok chưa? Và chúng mình thấy nhá, khi mà các em xem cái chương trình trường tin ý, các bạn nhỏ, các bạn đứng tranh biện thì các bạn luôn luôn có những cái câu dẫn rất là chặt chẽ và tuần tự. Thứ nhất, được không? Theo tôi, thứ nhất là như thế này. Ok chưa? Thứ hai là như thế này, thứ ba là như thế này. Nêu từng cái quan điểm của họ ra, đồng ý là đấy là văn nói để giúp cho người ta hình dung rõ. Nhưng khi mà chúng mình viết văn viết như thế này, chúng ta cũng có thể áp dụng được. Tức nghĩa là viết tuần tự, cái ý nào trước chúng ta có thể nêu là đầu tiên, được không? Ok chưa? Nêu xong ý đấy rồi chúng ta viết bên cạnh đó, hoặc là không chỉ vậy. Đấy, viết xong ý đấy rồi chúng ta lại chuyển sang ý tiếp theo. Tức nghĩa là đầu mỗi ý, được không? Đầu mỗi ý chúng ta nên có những cái câu dẫn cho thấy rõ được cái thứ tự, cho thấy rõ được cái hệ thống luận điểm của mình. Ok chưa? Cả nghị luận xã hội và nghị luận văn học cũng nên như thế nhá. Rồi đó. Ok chưa? tất nhiên là chúng ta có giải thích về những cái từ khóa xuất hiện trong đấy, đúng không nào? Thì ở đó là có sự ủng hộ của cha mẹ này, chúng ta cần phải giải thích sự ủng hộ của cha mẹ, được không nào? Sau đó giải thích đam mê là gì, nhưng chúng ta phải suy ra được là như vậy đam mê là một cái yếu tố rất là quan trọng, có ý nghĩa rất là lớn đối với cuộc đời của mỗi đứa con. Thế nên, đúng không nào? Thế nên rất cần sự ủng hộ của cha mẹ. Sự ủng hộ của cha mẹ có vai trò, ok chưa, có vai trò to lớn để giúp cho con có thêm động lực, có thêm niềm tin và có thêm sức mạnh để thực hiện đam mê của mình. Đấy,
Đấy chính là phần giải thích. Tất nhiên phần giải thích chúng ta không nên bỏ qua cái từ đam mê. Đam mê vẫn là một từ khóa cần phải giải thích. Nhưng cái chính là gì? Là giải thích đam mê xong thì phải hiểu được nội dung của cả vấn đề, là nhấn mạnh vào cái sự ủng hộ của cha mẹ đối với việc thực hiện đam mê của con cái. Đúng không? Ok chưa? Chứ chúng ta không thể nào bỏ hoàn toàn cái khía cạnh là sự ủng hộ của cha mẹ được, mà chỉ tập trung vào mỗi đam mê thì là không đúng rồi. Ok chưa? Nhá. Đấy. Em sợ đề bài cho nhận định, sợ đọc không hiểu nhận định, phân biệt tư tưởng. Cái phần phân biệt tư tưởng đạo lý và hiện tượng đời sống chị có nói lúc đầu rồi đấy, được không nào? Ok chưa? Tư tưởng đạo lý và hiện tượng đời sống nó khác nhau chủ yếu là như thế này. Tư tưởng đạo lý ấy là nó nằm trong những cái suy nghĩ, được không? Tư tưởng mà, đạo lý mà, là những cái suy nghĩ này, những cái đức tính này. Và nó tồn tại, nó xuất hiện ở trong con người từ rất rất lâu rồi, được không nào? Nó là những cái riêng của con người chúng ta để phân biệt chúng ta với cả động vật ý. Đó, ví dụ như là ước mơ này, ví dụ như là những cái suy nghĩ tích cực này, ví dụ như là ý chí, là nghị lực này. Tất cả những cái đấy là nó thuộc về phạm trù gì? À, phạm trù tư tưởng, đúng không? Ok chưa? Phạm trù tư tưởng, tức nghĩa là trong suy nghĩ của mỗi người và nó đã có từ rất là lâu rồi. Và cái vấn đề đấy, ta nói ở thời đại nào cũng được, được không? Ta nói về thời đại nào cũng được. Ngày xưa nói về ý chí nghị lực cũng đúng, và bây giờ nói về ý chí nghị lực cũng đúng, mà tương lai mấy chục năm nữa, hàng trăm năm nữa, chúng ta nói về ý chí nghị lực của con người vẫn đúng, đúng không? Ok chưa? Là cái mà ta có thể nói về nó ở mọi thời đại, đúng không? Mọi thời đại, mọi thời điểm. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào.